Sáng 16 tháng 9 năm 2023, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 8 tầng trên phố Vũ Trọng Phụng thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Trao đổi với báo Thanh Niên, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Trung cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ cùng ngày tại số nhà 28 phố Vũ Trọng Phụng. Sau khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Thanh Xuân đã điều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Lãnh đạo phường Thanh Xuân Trung cho hay, đây là một căn nhà đang sửa chữa và đi vào hoàn thiện. Vào thời điểm xảy ra cháy, các công nhân đang tiến hành lợp mái tôn xốp trên khu vực tầng tum của ngôi nhà. Khi hàng mái tôn, tia lửa bắn vào lớp xốp khiến ngọn lửa bùng lên. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo ghi nhận, ngôi nhà ở số 28 Vũ Trọng Phụng đang được hoàn thiện với quy mô cao 8 tầng, gồm 1 tầng bán hầm, 1 tầng lửng và 6 tầng chính. Ngôi nhà chưa có người ở và đang treo biển cho thuê. Vị lãnh đạo phường Thanh Xuân Trung thông tin rằng, phường đang tiến hành kiểm tra giấy phép xây dựng của công trình này, đồng thời lập biên bản vi phạm phòng cháy chữa cháy đối với chủ đầu tư. Vị này cũng khẳng định công trình này không phải chung cư mini. Trước đó, tối 12 tháng 9, cũng tại địa bàn quận Thanh Xuân, đã xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa chung cư mini số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, thuộc phường Khương Đình. Chung cư mini này có diện tích khoảng 200m², cao 9 tầng, 1 tum, là nơi cư trú của khoảng 150 người. Vụ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu xác định, tại tòa chung cư mini xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, dù được cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, nhưng chủ đầu tư là ông Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đã xây thành 9 tầng. Ông Nghiêm Quang Minh ngay sau đó đã bị công an thành phố Hà Nội khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.